Chợcưdân.com, website rao vặt cho cộng đồng cư dân tại các chung cư trên toàn quốc. Với Chợcưdân.com, bán hàng tại chung cư chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tặng ngay 300.000 điểm thưởng cho thành viên mới, miễn phí đăng tin để bán hàng cho hàng nghìn thành viên. Đăng ký ngay tại Chợcưdân.com. Android từng suýt thuộc về Samsung trước khi được Google mua lại. Android được Google mua lại vào năm 2005 với giá 50 triệu USD và hiện là nền tảng di động phổ biến nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi đến với Google, Android suýt chút nữa đã trở thành người nhà của Samsung. Thông tin thú vị trên được tiết lộ trong cuốn sách Apple and Google đã bước vào cuộc chiến và bắt đầu cuộc cách mạng như thế nào của tác giả Fred Vogelstein, biên tập viên công nghệ của tạp chí Wired và nhiều tờ báo uy tín khác. Theo đó, vào những năm 2000, khi mà khái niệm smartphone vẫn chưa được hình thành đầy đủ, chí ít là theo tiêu chuẩn của ngày nay. Các nhà mạng và các hãng điện thoại chỉ tập trung vào phát triển các ứng dụng dành riêng cho sản phẩm của mình, thay vì phát triển các ứng dụng có thể chạy chung trên cả nền tảng. Vào thời điểm đó, Symbian và Windows Mobile là hai nền tảng di động phổ biến nhất. Tuy nhiên, nếu một ứng dụng có thể hoạt động trên smartphone chạy Symbian của Nokia, thì thường ứng dụng đó vẫn không thể chạy trên smartphone Symbian của Motorola hay Samsung. Bản thân các nhà phát triển ứng dụng cũng không mặn mà với việc xây dựng ứng dụng cho các nền tảng di động, bởi vì sẽ phải xây dựng nhiều phiên bản khác nhau dành cho các mẫu điện thoại khác nhau. Vào năm 2003, Andy Rubin, một kỹ sư phần mềm làm việc tại hãng sản xuất thiết bị quang học Carl Zeiss, đã bắt tay xây dựng một nền tảng dành cho máy ảnh thông minh. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng trên thị trường smartphone vào thời điểm bấy giờ, Rubin đã quyết định thay đổi dự án của mình để xây dựng một nền tảng dành cho di động. Không lâu sau đó, Andy Rubin thành lập công ty phần mềm Danger và cho ra mắt nền tảng di động Danger OS. Sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng này là chiếc smartphone Danger Hip-Top của nhà mạng T-Mobile. Đến năm 2003, với kinh nghiệm từ Danger OS, Andy Rubin quyết định rời bỏ công ty để bắt đầu dự án mới với tên gọi Android. Còn Danger sau này đã được Microsoft mua lại vào năm 2009 với giá 500 triệu USD. Trong khoảng một năm đầu tiên, Andy Rubin đã gặp rất nhiều khó khăn với dự án Android khi không có kinh phí để duy trì và phát triển, trong khi chưa có một ông lớn nào để mắt đến dự án này để đầu tư và hỗ trợ về tài chính. Để tìm nguồn vốn đầu tư giúp phát triển dự án, nhóm phát triển Android, bao gồm Andy Rubin và 7 cộng sự của mình, đã bay đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc để gặp mặt với ban lãnh đạo của Samsung, một trong những hãng sản xuất điện thoại lớn nhất vào thời điểm bấy giờ, tuy nhiên vẫn còn thua kém về thị phần đáng kể so với Nokia hay Motorola. Trước mặt 20 vị giám đốc cao cấp của Samsung, Andy Rubin đã trình bày ý tưởng của Android và tiềm năng của nó, tuy nhiên đáp lại sự nhiệt tình từ phía Andy Rubin chỉ là sự im lặng. Và sau đó là một sự từ chối phũ phàng. Về cơ bản, họ đã cười chúng tôi và không tin tưởng vào những gì chúng tôi đã thực hiện, bởi nhóm chúng tôi chỉ bao gồm 7 người. Andy Rubin hồi tưởng lại về lần gặp mặt ban lãnh đạo Samsung. Chuyện này xảy ra chỉ 2 tuần trước khi Google mua lại chúng tôi. Sau khi thất bại trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo Samsung, đầu năm 2005, nhà đồng sáng lập và chủ tịch của Google Larry Page đã chấp nhận gặp mặt Andy Rubin. Sau khi nghe trình bày về tiềm năng và ý tưởng phát triển Android, Larry Page đã không ngần ngại chi tiền để mua lại công ty Android. Android vào thời điểm đó vẫn là một công ty non trẻ và chưa có sản phẩm thực tế nào. Với 8 người trong đội ngũ phát triển, đã khiến Google không ngần ngại chi đến 50 triệu USD để mua lại. Và đây có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt và thương vụ thành công nhất của Google cho đến ngày hôm nay, khi Android đang giúp gã khổng lồ tìm kiếm thống trị trên thị trường di động. Và có thể mọi chuyện đã khác, thị trường smartphone cũng sẽ đi theo một hướng khác nếu Samsung đồng ý mua lại Android ngay từ ban đầu. Theo Phạm Thế Quang Huy, từ dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.